đủ dây chưa hả? Đại ca cứ yên tâm đi, em chuẩn bị dây nhiều lắm. Người canh nha, hắn vừa lú lên là báo tao liền, không cho hắn thắt lần này đâu. Đại ca an tâm, rình rập là biệt tài của em mà. Trời đất ơi, ủa sao kỳ vậy? Hình như trái đất đang có vấn đề rồi. Không được đứng dưới trời không như thế này, phải chui vô nhà liền mới được. Hai tên sâu kia, làm gì mà kéo ta lại như vậy hả? Ta không cho ngươi một lên cao nữa đâu. À, thì ra là bọn sâu này, chúng buộc mặt trời lại. Mau thả mặt trời ra, lẹ lên, buộc mặt trời lại làm cái gì vậy? Không bao giờ ta thả ra đâu. Chứ người buộc mặt trời lại để làm cái gì? Đời sau của chúng ta rất ngắn, nhanh lão hóa vô cùng. Cứ mỗi ngày mà mặt trời lên rồi lặn là chúng ta già đi thấy rõ. Ta phải trói mặt trời lại để níu kéo thanh xuân của chúng ta. Trời đất ơi, ai đời níu kéo thanh xuân bằng cách trói mặt trời lại? Bọn ngươi có trói mặt trời lại thì thời gian vẫn trôi qua mà không có dừng lại đâu. Thành ra là ngươi sẽ càng ngày càng già. Ngươi chỉ ta cách níu kéo thanh xuân của ta lại thì ta thả mặt trời ra, còn không ta không thả. Ta có biết đâu mà chỉ nhà ngươi chứ. Ờ, nhưng mà cái này ngươi thử đi hỏi ốc chó đi. Ngươi đừng có gạt ta. Ta gạt ngươi để làm gì? Thôi, cái ngươi đừng có đôi co nữa, đến gặp Tóc Tôn Khỏe mà hỏi đi. Mau thả ta ra nào. Ta tạm tin. Giờ ta thả mặt trời ra, đi gặp Tóc Tôn Khỏe mà tìm không ra cách là mai thay lại trói ông lại nữa đó. Đó, Tóc Tôn Khỏe phân xử đi. Sao không tin là hạt ốc chó có thể níu kéo được tuổi thanh xuân? Thành ra nếu không đúng như vậy, ngày mai ông mặt trời sẽ bị trói lại nữa cho coi. Ây chà, nay bày đặt níu kéo tuổi thanh xuân nữa chứ. Ốc chó, con nói coi, con có níu kéo tuổi thanh xuân lại như là tên sâu kia hắn kéo mặt trời lại không nè? Mọi người cho rằng con có khả năng níu kéo tuổi thanh xuân. Thông tin này đúng đó mọi người. Người khổ quéo quéo vậy, níu bằng cách nào chứ? À, cái này thì để ta nói cho người rõ nha. Quả ốc chó rất giàu vitamin A, giàu thực vật nè, axit oleic, mangan, kẽm, carotin, vitamin nhóm B. Đây là những nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy tái tạo, làm mới các tế bào. Nên tế bào cơ thể luôn được tạo mới từ da, cơ, hồng cầu, nên giúp chúng ta trẻ lâu. Chưa kể là con chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, nên vừa giúp trẻ đẹp mà tốt cho sức khỏe nữa, hạn chế bệnh tật luôn nè. Đây là thông tin chính xác chứ? 9 lần 981, chính xác luôn. Sao, bây giờ thì nhà ngươi đã tin chưa? Ta tạm tin, nhưng phải ứng dụng thực tiễn nữa mới được. Ứng dụng thực tiễn là sao? Nghĩa là mỗi ngày các ngươi phải cho ta 100 gram hạt ốc chó để ta ăn, để ta trẻ ra, sống lâu hơn. Nếu đúng vậy thì ta mới tin, mới không bắt mặt trời của các ngươi lại nữa, nghe chưa? À, chỉ đá rồi, giờ em làm mồi cho bọn sâu ư? Đâu có được. Quả ốc chó ta phải nhập từ nước ngoài về đó, có trồng được đâu mà ngày nào cũng cống nạp cho chúng. Vân Trang có một cách này rất là hay. Cách gì? Chị Vân Trang nói nhanh đi. Cách là bây giờ Đất Tôn Khỏe có bao nhiêu quả ốc chó, đưa hết cho Vân Trang ăn. Vân Trang ăn xong rồi, Vân Trang sẽ xinh đẹp và sẽ giữ độ xinh đẹp đó hoài và mãi. Còn riêng những tên sâu sẽ không có mà ăn. Trời ơi, bỏ tài với em xin.